Hi, xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Video này thì mình sẽ review cho các bạn một con app để các bạn có thể là xem video trên YouTube và kiếm tiền rút về trên ví của PayPal, Payeer hoặc là ví của Coinbase ha. Và cái ứng dụng này thì nó cũng không còn xa lạ đâu, nhưng mà tại vì nó mới vừa phát hành thôi nên mình cũng chia sẻ cho bạn biết ha. Và cái ứng dụng này nó chơi y chang như cái ứng dụng là GV Video. Bây giờ mình sẽ bật lên và cho các bạn xem qua cái giao diện của nó ha. Đây thì mình đã tải về rồi. Đường link để tải cái ứng dụng này á, hai ứng dụng này á, thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Các bạn không cần phải đăng ký tài khoản bằng Gmail hay là số điện thoại hết á. Chúng ta tải về và nó sẽ tự động nhớ cái địa chỉ IP hoặc là cái email của máy luôn. Nên là cứ mỗi lần các bạn xóa đi tải lại thì nó cũng chỉ là nó thôi ha. Ok, thì cái phần này các bạn thấy cũng khá là giống đúng không? Chúng ta chọn chỗ này là ngôn ngữ là tiếng Anh nè. Rồi chọn vào là Sale nè, là chúng ta chấp nhận nhé. Bây giờ thì mở lên cái phần giao diện thì các bạn cũng thấy là nó rất là giống với lại cái ứng dụng GV trước rồi đúng không? Và ở đây thì nó cũng có một cái hộp quà cho chúng ta. Ở phía dưới này thì mình đi sâu lược một xíu. Ở đây thì cũng sẽ có là cái chọn rút tiền nè. Min rút tiền thì cũng là 0.19 đô ha. Và 10.000 coin thì bằng là 0.01 đô. Chỗ này xuất hiện hộp quà nè. Rồi cái phần mà xem video YouTube á, thì nó nằm ở đây. Rồi chúng ta chọn vào trong phần hộp quà để mà xem ha. Xem một quảng cáo thì tầm khoảng mất đâu 15 giây thôi. Bây giờ thì mình tắt quảng cáo đi thì nó sẽ xuất hiện cái điểm ha. Vậy thì mình nhận được là 2.538 coin. Đó thì cứ như vậy thôi. Tại vì cái app này nó mới nên là mình nghĩ rằng nó sẽ tặng cho các bạn nhiều coin hơn so với cái phiên bản cũ. Nhưng mà trong cái quá trình mình sử dụng á, thì lúc đó mình sẽ đánh giá lại sao ha. Bây giờ thì thấy nó mới vừa ra nên là chắc chắn nó sẽ có nhiều thứ để mà chúng ta có thể khám phá được. Và 100% thì hai cái app GVVGA và cái Watch này đây thì cả hai đều y chang nhau và rút tiền thì giống nhau, về rất là nhanh nha. Nên các bạn yên tâm ha, chơi ứng dụng này thì khỏi sợ là tiền về chậm ha. Chúng ta xem đủ min là 0.19 đô rồi đó thì các bạn bấm rút tiền về thôi. Rồi mình tắt quảng cáo đi ha. Này thì nhận được 1.700. Cái này thì mình không có fake IP gì hết á, mình cứ để mặc định như vậy. Khi nào mà cái hộp quà này nó xuất hiện cái số điểm nhỏ là thấp rồi đấy thì lúc đó thì chúng ta mới nên fake IP ha. Còn bây giờ mới nè nên khỏi cần ha. Rồi thì cái ứng dụng là Watch2b này nó cũng y chang cái ứng dụng là GV Video thôi. Mình mở cái GV Video lên ha, thì cái này thì mình cũng đang xài trên đây ha. Hiện tại thì mình đang được hơn 106.000 điểm và ông thấy nó y chang nhau, nó đâu khác nhau nhiều đâu, nó hầu như không khác nhau luôn á. Kiểu giống như là bình mới mà rượu cũ thôi, rượu bên trong vẫn là nó ha. Và rút tiền thì cũng về ok thôi. Cái này thì mình nghĩ là chạy giả lập nhiều tài khoản được, nhưng mà một số bạn thì đang bị gặp cái vấn đề á là chạy giả lập nhiều tài khoản á, thì nó không có trả coin á, gọi là không có hộp quà nhiều á. Thì cái đó cũng tùy thuộc vào cái IP máy của các bạn nữa nha. Có máy thì như của mình đây thì nó chạy bình thường, cái nào cũng có hộp quà xuất hiện hết á. Còn các bạn mà sử dụng trên điện thoại thì yên tâm, thì nó cũng chả có làm gì các bạn đâu. Trên điện thoại thì xài tối ưu nhất á, và kiếm coin cũng kiếm nhiều nhất. Nhưng mà tại vì điện thoại thì đâu có thể là mọi người có nhiều được đúng không, nên là phải cần thêm những cái mẹo khác. Nhưng mà nếu mà trên điện thoại thì một ngày các bạn kiếm tầm 2 đô trở lên là bình thường thôi. Nhiều người đã kiếm được rồi chứ không phải là bây giờ mình đang nói khoác đâu ha. Đó, như vậy thôi. Thì cái này thì khi nào mà đủ được là 0.19 đô thì mình rút á. Đây mới có 0.1 thôi. Đó thì cái ứng dụng này với lại cái ứng dụng Watch2b là nó là chung một nguồn, rút tiền thì cũng y chang nhau. Khi rút tiền thì về thì nó cũng đều là từ GV nó trả thôi ha. Watch2b đây. Đó, hộp quà nó sẽ xuất hiện liên tục như thế này, chúng ta cứ bấm vào xem. Rồi không muốn nữa thì bây giờ các bạn có thể là sử dụng đường link để chia sẻ cho bạn bè của mình ha. Thì bạn sẽ nhận được 10% khi mà họ xem quảng cáo. Và khi mà họ rút tiền thì bạn sẽ nhận được thêm cái phần thưởng đó là 0.02 đô. Nó như vậy ha. Copy link và bạn bè của mình thì sẽ xuất hiện ở trong cái phần này. Đây là ví ha, nhập địa chỉ ví. Đây rút tiền thì sẽ có rất là nhiều cổng để cho các bạn rút tiền ha. Mình thích rút về cái cổng của Payeer hơn bởi vì là tiền nó về nhanh và bán ở trên sàn Remitly luôn á, lấy tiền Việt Nam đồng ra. Thì trước đó mình có làm cái video về cái ứng dụng này rồi ha, các bạn cũng có thể nhìn thấy ha. Cái này thì nó lâu lâu nó sẽ tự động cho bạn coi, lúc nãy mình mới có 4.000 mấy đúng không? Bây giờ ra được là 8.400, mặc dù mình chưa có làm gì hết á. Và trên này thì mình cũng chưa có mời được ai hết á. Với cái tài khoản này thì mình chưa mời được ai hết á. Đang có như đây ha, bấm vào xem quảng cáo nè. Trên cái ứng dụng mới này thì một cái hộp quà nó xuất hiện rất là nhanh, coi như là xuất hiện nhiều lắm. Và cái coin của nó thì mình nghĩ thì chắc về sau nó sẽ càng bóp lại, lúc đầu thì nó còn mới nên nó cho các bạn nhiều ấy.
nhưng mà về sau mà nó bắt đầu sẽ hạ lại á, chứ không thể nào mà cho nhiều mãi được, tại vì nếu mà như vậy thì app nào mà chịu cho nổi, đúng không? Ok, thì bạn thấy không, review cái con app này thì nó đơn giản không, đăng ký cũng dễ dàng nữa, không có mắc cái gì hết, và 100% cái này thì rút tiền sẽ về ha, nên các bạn chơi thì yên tâm rồi. Quan trọng là các bạn nếu mà nói là muốn kiếm nhiều hơn á thì nó khó đó, nhưng mà nếu mà kiếm ngày 1 đô 2 đô trên những cái con app này á, 25.000 50.000 á thì dễ, đơn giản thôi, kiếm được hết á. Nhưng mà các bạn chơi rồi mất thời gian rồi kiếm ít tiền quá rồi đủ thứ nữa. Nhưng mà nếu mà thật sự siêng năng thì một cái điện thoại một ngày các bạn có thể kiếm được 50.000 ở trên đây. Các bạn chạy vài tiếng thôi chứ không không cần phải là chạy cả xuyên suốt 24 tiếng trên ngày đâu. Đó, ok. Thì mình cũng mới vừa chia sẻ cho bạn thêm cái ứng dụng ha, để các bạn có thêm một cái ứng dụng phong phú để chúng ta có thể là đổi qua đổi lại giữa hai cái. Ví dụ khi nào mà cái video á nó ít coi quá thì chúng ta chuyển sang cái thằng Watubi này để chúng ta xem và kiếm tiền ha. Rồi, như vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kiếm tiền lần sau nữa. Nếu mà bạn thấy yêu thích kênh của mình thì bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.